Sau việc bàng hoàng xót thương khi diễn viên Nguyễn Hậu qua đời, trước thông tin diễn viên Nguyễn Hậu qua đời, hàng loạt sao Việt đã thương tiếc và gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ. Sau một tuần phát hiện bị căn bệnh ung thư gan, diễn viên Nguyễn Hậu đã qua đời vào sáng nay, 14 tháng 2, 2018 tại nhà riêng, hưởng thọ 65 tuổi. Không chỉ gia đình đau xót mà nhiều sao Việt cũng bàng hoàng khi nghe tin diễn viên Nguyễn Hậu qua đời. Hàng loạt sao Việt như Hồng Ánh, Thanh Bình, Phương Thanh đã gửi lời chia buồn đến gia đình, mong nghệ sĩ Nguyễn Hậu ra đi thanh thản. Hồng Ánh chia sẻ, nghỉ ngơi chú nha, cuộc sống đã quá mệt rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi, con đang ở xa không về kịp thăm chú rồi. Hôm nay ngày 14 tháng 2, 2018 là ngày lễ tình yêu, chú ra đi trong ngày lễ tình yêu nhẹ nhàng và thanh thản, thương nhớ chú thật nhiều. Diễn viên Thanh Bình, nghỉ ngơi nha chú, sẽ không còn đau đớn hay mệt mỏi nữa. Nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng bàng hoàng thông báo diễn viên Nguyễn Hậu đã qua đời. Ca sĩ Phương Thanh tạm biệt nghệ sĩ Nguyễn Hậu. Quyền Linh bàng hoàng, trời ơi tội nghiệp anh ấy quá. Diễn viên Mỹ Uyên, trời ơi hình ảnh anh sao, có nghe gì bệnh tình anh đâu. Stylist Nguyễn Thiện Khiêm, cầu mong anh sớm siêu thoát, chia buồn cùng gia đình anh nhé. Cuộc đời lắm thăng trầm và cơ cực của diễn viên Nguyễn Hậu. Diễn viên Nguyễn Hậu là một gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua hàng trăm vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Ông qua đời vào ngày 14 tháng 2, 2018, hưởng thọ 64 tuổi, sau một thời gian dài điều trị ung thư. Nguyễn Hậu sinh năm 1955 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Thuở còn bé, ông thường được các anh chị dắt ra thị xã Sa Đéc xem phim, nên mê phim từ rất sớm. Ông mê phim tới mức nhiều lần bị gia đình ngăn cấm, ông liền trốn nhà đi, đi bộ hàng chục cây số từ quê lên thị xã, đứng ngẩn ngơ trước rạp phim để xin vào xem ké. Nhiều lần bị mẹ bắt được đánh đòn rất nặng, nhưng Nguyễn Hậu vẫn không bỏ được thói mê phim ảnh. Năm 14 tuổi, cả gia đình ông chuyển lên sinh sống ở Sài Gòn. Tưởng ở môi trường mới ông sẽ bớt tật ghiền phim, nhưng lại càng ghiền hơn. Điều đặc biệt là trong lớp học, ông được ngồi cạnh con trai của ông chủ hãng phim Ly Đắc. Chính người này đã rủ ông tham gia một số vai quần chúng trong các phim Hoa Mới Nở, Sớm Tôi. Trời xui khiến, Nguyễn Hậu luyện thi tú tài cùng lớp với con gái cố đạo diễn Bùi Sơn Duân, Lam Sơn. Một lần theo bạn về nhà chơi, biết ba của bạn là đạo diễn, Nguyễn Hậu đi theo hỏi đủ thứ về phim ảnh. Và chính đạo diễn Bùi Sơn Duân đã chấp cánh cho Nguyễn Hậu đến với nghệ thuật môn thứ bảy. Năm Nguyễn Hậu rất tú tài hai, chính đạo diễn Bùi Sơn Duân chạy lo giấy quản dịch, rồi cho ông vào viện ảnh phim học nghề, có trả thù lao. Năm 1974, Nguyễn Hậu có vai diễn đầu tiên là vai một thủy thủ trẻ trong phim Hải Vụ 79, hợp tác với Thái Lan. Sau năm 1974, Nguyễn Hậu theo mẹ về quê ngoại ở Vĩnh Long. Đúng lúc đoàn ca múa nhạc Cửu Long tuyển diễn viên, ông đăng ký thử và là một trong 8 gương mặt được chọn. Sau thời gian xếp ghế, giăng dây, bán vé và hàng loạt công việc hậu đài, ông được nghệ sĩ Việt An và nghệ sĩ Chí Công giao vai diễn kép Vừa Vợ Vừa Chồng trong vở Tống Hài Cương Quyết Ra Đi. Một lần diễn thử và một lần ráp trên sân khấu, Nguyễn Hậu nhanh chóng tạo tiếng vang và mang về huy chương bạc cá nhân tại liên hoan các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau 4 năm len lỏi khắp vùng sâu vùng xa, ông được cân nhắc lên làm đội trưởng đội kịch, rồi kim chỉ huy biểu diễn của đoàn ca nhạc múa Cửu Long. Năm 1982, đạo diễn Bùi Sơn Duân làm phim Chiếc Vòng Bạc, Nguyễn Hậu vào vai thổ phỉ Ca Nhiên, ra dáng và diễn rất tốt. Sau 13 năm gắn bó với đoàn ca múa nhạc Cửu Long, ông rời đoàn và lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi ước mơ phim ảnh. Trót mang nghiệp vào thân nên cuộc đời Nguyễn Hậu cũng phải trải qua nhiều thăng trầm lên xuống. Nam diễn viên từng kể rằng, để kiếm tiền nuôi gia đình, ông phải tham gia đóng phim triền miên. Có ngày diễn xong ở Vĩnh Long, lại chạy lên thành phố Hồ Chí Minh, tối lại về Đồng Nai. Trong ký ức, ông vẫn không thể nào quên được những bữa ăn chỉ với một ổ bánh mì và một trái chuối già thay cơm, hay thường xuyên nhịn ăn sáng để dành tiền đổ xăng đi đến phim trường. Cách xê đóng phim rất ít, mà lại toàn đóng vai phụ như ông thì càng bèo bọt hơn, nên gia đình càng sống chật vật. Để có thêm thu nhập, Nguyễn Hậu phải viết báo ghi nhận nội dung, chuyện hậu trường của những phim khi mình tham gia. Công việc này không giúp ông có thêm nhiều tiền, nhưng giúp gia đình có đồng ra đồng vào trong lúc đóng phim không đủ sống. Năm 1995, sau 15 năm lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, ông cũng đã gom góp mua được căn nhà nhỏ ở khu Cầu Kinh, Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Căn nhà nhỏ xíu, nhưng đó là bao mồ hôi nước mắt mà ông tích góp mãi mới mua được.
Sau đó chừng chục năm, con gái làm ăn thua lỗ mắc nợ, ông quyết định bán đi tài sản duy nhất của cả nhà trả nợ cho con. Cả gia đình lại dắt díu nhau đi ở thuê. Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, Nguyễn Hậu vẫn lăn xả trên phim trường để có tiền trang trải cuộc sống. Đến khi con rể bị tai nạn qua đời, ông lại giang tay đón con gái và cháu ngoại về ở với gia đình. Lúc này vợ nghệ sĩ cũng cao tuổi, ông khuyên bà nghỉ việc, ở nhà lo cho cháu, để ông và con gái quán xuyến kinh tế gia đình. Vì gánh nặng gia đình mà lúc còn sức khỏe, vai lớn vai bé gì, nam diễn viên cũng nhận, có tháng đóng được 2-3 phim, cát xê cũng gần 20 triệu đồng, nhưng cũng có tháng ngồi không, tiền đóng phim vì thế mà có thể xoay theo kiểu, lấy ngắn nuôi dài. Nam diễn viên từng kể rằng, trong cuộc đời đóng phim, ông đã từng nhận hơn 200 vai lớn bé. Trong đó đáng kể hơn cả là trong các phim Ông Cố Vấn, Ông Mười Râu, Đất Rừng Phương Nam, Sớm Nước Đen, Người Đàn Bà Yếu Đuối, Thung Lũng Hoang Vắng, Người Đẹp Tây Đô, Dòng Máu Anh Hùng. Có thể nói, hầu hết các vai diễn của Nguyễn Hậu đều diễn đạt được tính cách của nhân vật và thể hiện được trọn vẹn ý đồ của đạo diễn. Có lần ông ra Hà Nội để chuẩn bị lên Sa Pa quay Thung Lũng Hoang Vắng của đạo diễn Phạm Duệ Giang. Khi ghé sạp mua tờ báo, ông chủ liền nhận ra hỏi: "Ông Hải Cầu Móng ra Hà Nội chơi hay đóng phim đấy?" Ông hơi bất ngờ nhưng vô cùng vui sướng vì được khán giả Hà Nội nhận ra dù vai của ông là vai phụ. Rồi khi lên Sa Pa quay cảnh chợ thì các bà mẹ ở đấy nhận ra vây quanh, khiến đoàn phim ai cũng giật mình. Thỉnh thoảng khi ghé vào quán cà phê, ông vẫn được khán giả nhận ra và lén trả tiền để tỏ lòng hâm mộ. Với ông, đó là niềm vui mà nghề diễn đã mang lại cho ông sau những cơ cực của cuộc đời. Cách đây hơn 2 tháng, ông vẫn tham gia đóng phim, dù cơ thể có biểu hiện mệt mỏi. Mãi một tuần gần đây, nam diễn viên mới phát hiện mình bị ung thư gan. Dù vậy, ông vẫn tự mình đi bốc thuốc và vẫn ăn uống bình thường. Sự ra đi đường đột của nam diễn viên tài năng vào những ngày cận Tết Nguyên Đán khiến gia đình lẫn đồng nghiệp hết sức đau buồn. Nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào khi nhớ về những ngày cùng ông rong ruổi theo đoàn phim trên mọi nẻo đường. Diễn viên Nguyễn Hậu qua đời sau một tuần phát hiện ung thư gan. Nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam ra đi bất ngờ vào lúc 4 giờ 25 phút sáng ngày 14 tháng 2 tại nhà riêng, hưởng thọ 64 tuổi. Chị Trần Hồng Sương, vợ diễn viên Nguyễn Hậu kể trong nước mắt: "Tôi không ngờ anh ấy ra đi nhanh vậy. Chiều 13 tháng 2, anh còn đội mắt võng nằm ở sân. Anh phát hiện bệnh mới tuần trước nhưng vẫn tự mình đi bốc thuốc, ăn uống bình thường. Chứng kiến chồng ra đi, tôi rối bời, cảm giác mọi thứ suy sụp. Mọi việc tang lễ cho anh đều do con gái tôi sắp xếp." Chị đau đớn nói. Bản thân của Nguyễn Hậu cho biết thêm, anh mới dừng đóng phim cách đây 2 tháng khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, cơ thể chỉ thật sự suy kiệt cách đây 1 tuần và đó cũng là lúc anh nhận kết quả xét nghiệm bệnh ung thư gan từ bác sĩ. Ban đầu anh ấy sốc khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, nhưng sau đó lạc quan hơn nhờ sự động viên của gia đình bạn bè. Anh vẫn gặp gỡ hẹn hò cà phê với mọi người, người bạn cho biết. Sự ra đi của Nguyễn Hậu khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Diễn viên Mai Mai nói cô quá bất ngờ vì chưa từng nghe về bệnh tình của đàn anh. Quyền Linh, Lê Bình, đạo diễn Võ Việt Hùng đều gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ. Hiện linh cữu diễn viên Nguyễn Hậu được quan tại phòng cộng đồng của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, quận 7. Lễ động quan diễn ra vào ngày 30 Tết tại Bình Dương. Diễn viên Nguyễn Hậu sinh năm 1955 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Trong 30 năm gắn bó với phim ảnh, anh đã có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Diễn xuất của Nguyễn Hậu được đánh giá đa dạng và phong phú với nhiều dạng vai khác nhau. Anh từng hóa thân thành nông dân nghèo khổ, đồng chí cách mạng, địa chủ tàn ác, mật thám, tình báo hoặc một tên lưu manh, một gã trùm ma túy khét tiếng. Anh có mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thung Lũng Hoang Vắng, Người Đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Dòng Máu Anh Hùng. Nguyễn Hậu từng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc, giải thưởng của Hội Điện ảnh năm 1995 với phim Mảnh Đất Tình Đời của đạo diễn Vĩnh Sơn, trong vai anh nông dân ham mê đá gà. Ngoài diễn viên, Nguyễn Hậu còn làm thêm vai trò phó đạo diễn, chủ nhiệm cho các đoàn phim. Trong vai trò phó đạo diễn, Nguyễn Hậu đã tạo bước đệm cho nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng sau này như Phương Điền, Hoài An. Ước mơ của diễn viên Nguyễn Hậu trước khi qua đời. Diễn viên Nguyễn Hậu qua đời sáng 14 tháng 2 ở tuổi 64 vì bệnh ung thư gan. Ông ra đi khi chưa thực hiện được ước mơ có ngôi nhà của riêng mình. Bà Trần Hồng Sương, vợ diễn viên Nguyễn Hậu cho biết: "Tôi không ngờ anh ấy ra đi nhanh vậy.
Chiều 13 tháng 2, anh còn đội mắt võng nằm mở sân. Anh phát hiện có bệnh mấy tuần trước, nhưng vẫn tự mình đi bốc thuốc, ăn uống bình thường. Chứng kiến chồng ra đi, tôi rối bời, cảm giác mọi thứ suy sụp. Mọi việc tang lễ cho anh đều do con gái tôi sắp xếp, bà đau đớn nói. Trước khi đó, nhà báo, nhiếp ảnh gia Lữ Đắc Long, người em rất thân với nghệ sĩ Nguyễn Hậu kể lại phút lâm chung của ông. Anh ấy ra đi rất nhẹ nhàng, không hề đau đớn, anh chỉ nức lên vài tiếng rồi mất. Theo lời bạn thân của Nguyễn Hậu, ông mới dừng đóng phim cách đây 2 tháng khi cơ thể có biểu hiện mệt mỏi. Tuy nhiên cơ thể chỉ thực sự suy kiệt cách đây 1 tuần và đó cũng là lúc ông nhận kết quả xét nghiệm bệnh ung thư gan từ bác sĩ. Ban đầu anh ấy sốc khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, nhưng sau đó lạc quan hơn. Nhờ sự động viên của gia đình bạn bè, anh vẫn gặp gỡ, hẹn hò cà phê với mọi người. Người bạn này cho biết, hiện linh cữu diễn viên Nguyễn Hậu được quản tại phòng cộng đồng của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan diễn ra vào ngày 30 Tết tại Bình Dương. Diễn viên Nguyễn Hậu sinh năm 1955 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Dù cả đời chỉ đóng một vai chính, thầy giáo Tành của Thung Lũng Hoang Vắng, nam diễn viên vẫn khiến khán giả nhớ đến với hàng trăm vai phụ, với khả năng dập vai đa dạng, từ người nông dân hiền lành, chất phác, đến tay giang hồ, anh chị trong nhiều bộ phim gây tiếng vang, như ông Cố Vấn, Đức Phương Nam, Người Đẹp Tây Đô, Sớm Nước Đen, Người Đàn Bà Yếu Đuối. Nhiều năm sống cảnh nhà thuê do thù lao đóng phim ít ỏi, Nguyễn Hậu không bao giờ có ý định bỏ nghề. Ông kiêm thêm công việc, theo chân các đoàn phim viết ký sự gửi báo. Khi không có vai, ông làm chủ nhiệm và phó đạo diễn cho các đoàn quay. Đam mê, nhiệt huyết với nghề, Nguyễn Hậu cũng là người hết lòng với gia đình trong vai trò làm chồng, làm cha. Năm 1955, sau 15 năm lên Sài Gòn lập nghiệp, nghệ sĩ gom góp tiền đóng phim, bán mảnh đất dưới quê, dồn tiền mua được ngôi nhà nhỏ rộng hơn 20m² tại một quận ngoại thành. Sau đó chừng chục năm, con gái làm ăn thua lỗ mắc nợ, ông quyết định bán đi tài sản duy nhất của cả nhà, trả nợ cho con. Cả gia đình lại dắt díu nhau đi ở thuê. Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, Nguyễn Hậu vẫn lăn xả trên phim trường để có tiền trang trải cuộc sống. Đến khi con rể bị tai nạn qua đời, ông lại giang tay đón con gái và cháu ngoại về với gia đình. Lúc này vợ nghệ sĩ cũng cao tuổi, ông khuyên bà nghỉ việc, ở nhà lo cho cháu, để ông và con gái quán xuyến kinh tế gia đình. Cho đến trước khi qua đời, nghệ sĩ cùng gia đình sinh sống trong một căn hộ chung cư do một người họ hàng cho mượn. Cho đến cuối đời, ông vẫn cố gắng dành dụm tiền để thực hiện ước mơ có ngôi nhà của riêng mình.